kể em nghe chuyện tình yêu của chàng trai ngõ này. Chàng trai yêu một cô gái cùng lớp mà cô gái cứ luôn hững hờ. Chàng trai nghĩ phải nên làm gì đây, một cánh hoa tặng riêng cô mỗi ngày, một ánh mắt dành riêng những lòng cháy, một bài hát gửi riêng những nhớ thương. Thế anh sẽ hỏi với em một câu rằng, nếu là cô ấy thì em có biết chăng? Mà cớ sao chẳng nói, cớ sao lại im lặng, mỉm cười chỉ vu vơ để chàng trai thêm nhiều nghĩ suy. Thế anh sẽ hỏi tiếp em một câu là, những lời tình yêu cần không phải nói ra, hay chỉ cần nhìn nhau chúng ta cùng hiểu được những điều mà lâu nay mọi người luôn giấu kín trong lòng. Phải nên làm gì đây, một cánh hoa tặng riêng cô mỗi ngày, một ánh mắt dành riêng những nồng cháy, một bài hát gửi riêng những nhớ thương. Thế anh sẽ hỏi với em một câu rằng, nếu là cô ấy thì em có biết chăng? Mà cớ sao chẳng nói, cớ sao lại im lặng, mỉm cười chỉ vu vơ để chàng trai thêm nhiều nghĩ suy. Thế anh sẽ hỏi tiếp em một câu là, những lời tình yêu cần không phải nói ra, hay chỉ cần nhìn nhau chúng ta cùng hiểu được những điều mà lâu nay mọi người luôn giấu kín trong lòng. Thế anh sẽ hỏi với em một câu rằng, nếu là cô ấy thì em có biết chăng? Mà cớ sao chẳng nói, cớ sao lại im lặng, mỉm cười chỉ vu vơ để chàng trai thêm nhiều nghĩ suy. Thế anh sẽ hỏi tiếp em một câu là, những lời tình yêu cần không phải nói ra, hay chỉ cần nhìn nhau chúng ta cùng hiểu